Chiều tối ngày 21 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ngày 21 tháng 10, ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc, 131,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines khoảng 1.300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-75 km/h, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-4 mét. Cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 25 tháng 10, bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ khoảng chiều và đêm ngày 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới này. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thời gian này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới thường đổ bộ vào khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh khó lường, tác động trực tiếp đến đất liền nước ta. Theo thông tin từ tạp chí Người đưa tin, chuyên gia khí tượng dự báo khoảng gần cuối tuần này, bão Kristine có khả năng đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông. Dự báo thời điểm bão Kristine tiến vào Biển Đông, Cơ quan khí tượng của Philippines gọi tắt là Pagasa phát thông báo vào lúc 11 giờ sáng ngày 21 tháng 10 cho hay bão Kristine vẫn duy trì cường độ khi di chuyển về phía Tây Nam trên biển Philippines. Trong bản tin bão nêu rõ, sáng ngày 21 tháng 10, Kristine cách đông Visayas của Philippines khoảng 870 km về phía đông. Kristine đang di chuyển về phía Tây Nam với tốc độ 30 km/h. Hệ thống này đang có sức gió duy trì mạnh nhất là 55 km/h ở gần tâm và gió giật lên tới 70 km/h. Dự báo đường đi cường độ của bão Kristine do Pagasa đưa ra cho biết hệ thống này dự kiến di chuyển về phía Tây đến sáng ngày 22 tháng 10 trước khi chuyển hướng Tây Bắc sang Tây Tây Bắc từ chiều ngày 22 tháng 10 cho đến hết thời gian dự báo. Cơn bão mới nhất gần Biển Đông dự kiến đổ bộ vào Bắc Luzon vào ngày 25 tháng 10. Pagasa dự báo Kristine mạnh lên thành bão nhiệt đới trong vòng 12 giờ tới và có thể tăng cấp lên bão mạnh dữ dội vào ngày 23 tháng 10, sau đó đạt cấp bão cuồng phong vào tối ngày 24 tháng 10 hoặc sáng ngày 25 tháng 11 trước khi đổ bộ vào Đông Bắc Cagayan. Hiện bão nhiệt đới Kristine vẫn đang trên biển Philippines nên có khả năng bão sẽ mạnh hơn nữa bởi điều kiện thời tiết rất thuận lợi, nhiệt độ nước biển cao và gió đứt thấp. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng sẽ có thay đổi trong đường đi của bão Kristine phụ thuộc vào chuyển động của các hệ thống thời tiết trong những ngày tới. Các nhà dự báo bão của Pagasa dự đoán khoảng ngày 25 tháng 10 dự báo bão cuồng phong Kristine ở trong vùng lân cận Penablanca, Cagayan. Tới ngày 26 tháng 10, lúc 8 giờ sáng, cơn bão đã chuyển hướng về phía Bắc Biển Đông cách thành phố Laoag, Ilocos Norte khoảng 170 km về phía Tây Tây Bắc. Bên cạnh đó, theo dự báo bão của JTWC nêu rõ, Kristine dự kiến đạt cường độ bão cuồng phong trước khi đến Luzon. Các nhà dự báo JTWC cho rằng bão Kristine sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông Luzon, Philippines trong khoảng 84 giờ, sau đó di chuyển tới bờ biển phía tây Luzon và đi vào phía bắc của Biển Đông ở cuối giai đoạn dự báo. Người dân và du khách tại khu vực bị ảnh hưởng nêu trên được khuyến cáo rằng nên cẩn trọng vì cơn bão nhiệt đới có thể có tác động nhỏ đến trung bình đối với tính mạng và tài sản trong điều kiện thời tiết này, thời tiết nguy hiểm trên biển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7. Vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, ngày và đêm ngày 21 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5 tới 4,5 mét. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 22 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4 mét. Đêm ngày 22 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông, khả năng là có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Theo thông tin từ báo Lao động, khi La Nina xuất hiện, thời tiết ẩm ướt hơn dự kiến xảy ra ở Singapore, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Bloomberg thông tin, dự báo La Nina xuất hiện gây bão và mưa lớn, với lượng mưa trên mức trung bình khắp Đông Nam Á trong những tháng tới. Mưa lớn do La Nina đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng công nghiệp trong khu vực vốn hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn trong năm nay. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán mưa nhiều hơn từ Philippines đến Việt Nam cho đến tháng 11, phần lớn là do La Nina. Trung tâm khí tượng chuyên ngành ASEAN cho biết La Nina được dự đoán xảy ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024 trở đi là một trong những yếu tố góp phần gây ra khả năng lượng mưa cao hơn bình thường tại một số quốc gia trong khu vực. Ngày 14 tháng 10, Singapore đã ban hành cảnh báo lũ lụt, trong khi đó cơ quan thời tiết Philippines dự báo nước này có thể ghi nhận lượng mưa cao hơn mức trung bình cho đến cuối năm và cao hơn 160% so với mức trung bình vào tháng 1. Việt Nam dự kiến có lượng mưa cao hơn mức trung bình, trong đó có khu vực phía Bắc đất nước. Miền Trung Việt Nam cũng có thể ghi nhận lũ lụt cho tới tháng 3 năm sau. Theo Takashi Nishikawa, trưởng nhóm dự báo của The Weather Company, Việt Nam cũng có thể đón nhiều cơn bão nhiệt đới hơn bình thường cho đến tháng 4 năm 2025. Bão có khả năng gây ra mưa lớn với nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất và sập nhà cửa do gió mạnh. Mưa lớn có thể ảnh hưởng tới nỗ lực phục hồi ở Việt Nam sau siêu bão Yagi tàn phá hồi tháng 9, khiến Việt Nam thiệt hại tới 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự đoán có 60% khả năng La Nina xuất hiện vào cuối năm nay. La Nina dự kiến yếu hơn, ngắn hơn so với dự báo ban đầu. Hiện tượng La Nina đẩy nước ấm về phía châu Á và Australia, ngược lại với El Nino. SCMP đưa tin nhiệt độ bề mặt biển nóng ấm hơn cũng góp phần vào sự phát triển của hệ thống bão. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Mỹ và Singapore nhận thấy khí hậu nóng lên dự kiến làm tăng khả năng hình thành và tăng cường bão gần bờ biển Đông Nam Á. Benjamin Horton, giám đốc Đài quan sát trái đất Singapore, người tham gia nghiên cứu cho biết các cơn bão nhiệt đới sẽ mạnh hơn vì lý thuyết cơ bản rất rõ ràng. Nhiệt độ đại dương cao hơn, các đại dương càng nóng ấm thì càng có nhiều năng lượng để các cơn bão nhiệt đới lớn hơn nữa và lớn hơn nữa. Và những nơi như là Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam có thể sẽ chứng kiến nhiều siêu bão hơn. Theo CNA, đầu tháng 10, Trung tâm Khí tượng chuyên ngành ASEAN cho biết La Nina có thể sẽ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11 trở đi, với hầu hết các mô hình dự đoán La Nina sẽ ảnh hưởng đến đầu năm 2025. Dự báo lượng mưa cao hơn bình thường xảy ra ở phần lớn khu vực phía Nam Đông Nam Á. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, dự đoán có 60% khả năng La Nina xuất hiện vào tháng 11 và kéo dài từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau. Tiến sĩ Drubayyoti Samanta, nghiên cứu viên cao cấp tại Đài quan sát trái đất Singapore, lưu ý NOAA dự báo La Nina yếu ở Đông Nam Á. Điều này có nghĩa là rất có khả năng thời tiết khu vực sẽ không quá ẩm ướt hoặc không đáng lo ngại nghiêm trọng hơn so với La Nina thông thường.